Rất là cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của chúng tôi và đang quay trở lại trong phần 2 của chương trình Hội thoại cộng đồng để cùng trò chuyện, để tìm hiểu thêm và biết thêm về cách thức như thế nào để cùng tham gia vào chương trình thống kê dân số năm 2020. Và quay trở lại với anh Lê Bách, thì như vừa rồi trong phần 1 thì chúng tôi có nhấn mạnh khoảng thời gian mà quý vị nên lưu ý đừng để trễ quá sau tháng 5, vì sau tháng 5 thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái sự không có được tiện lợi hay thuận lợi, vì có rất là nhiều những người họ sẽ tới nhà mình, họ cũng sẽ check coi là mình đã tham gia chưa. Nếu như mà mình để trễ quá thì không nên tí nào hết. Nhưng mà lỡ trong trường hợp bây giờ tôi đi out of town, rồi tôi đi qua những quốc gia khác trong cái thời gian vacation, và nhiều khi bận rộn quá mình cũng quên mất luôn, liệu rằng có ai nhắc tôi không thưa anh Lê Bách? Chắc chắn sẽ là có anh Hiền ơi. Họ sẽ gửi rất là nhiều những cái postcard, những cái bưu thiếp đó, hoặc là những thơ gửi đến để nhắc nhở quý vị điền cái đơn đó. Và đừng quan trọng là cái số điện thoại mà nói được tiếng Việt. Lê Bách sẽ được nhắc lại một lần nữa là 1844-461-2020 là cái số sẽ hiện trên màn hình của quý vị. Thì cái số này quý vị sẽ cứ gọi vào, mạnh dạn gọi vào, vì sẽ có người Việt tiếp chuyện cho với quý vị. Và sau đó quý vị sẽ nói là ồ tôi quên, quý vị có giúp tôi điền cái đơn được hay không. Chắc chắn rằng họ sẽ giúp quý vị và sẽ không có bị quên, hoặc là quý vị sẽ lo sợ về vấn đề này. Tham gia trong chương trình thống kê dân số ngay trên Hoa Kỳ, tại ngay tiểu bang mà quý vị đang ở, hay nói nhỏ gọn hơn trong cái khu vực mà mình đang ở là tại thành phố Houston đi, thì chúng ta có được những cái quyền lợi gì thưa anh? Đây là một cái câu hỏi sẽ được hỏi rất nhiều của quý vị. Lê Bách ra ngoài nói chuyện với tất cả mọi người. Mọi người nói vừa vui, nửa đùa, nửa thật. Hỏi, ủa nếu mà tôi điền cái đơn thống kê dân số này thì tôi có được tiền gì không? Vấn đề thưa quý vị, rất là nhiều benefit. Quý vị sẽ không thấy được ngay trước mắt là khi quý vị điền cái đơn đó sẽ có tiền gửi đến quý nhà quý vị. Không phải quý vị. Đây là những cái vấn đề về benefit mà quý vị hàng tỷ đồng sẽ trải ra trên 50 tiểu bang, hơn 600 tỷ đồng. Wow. Trong 10 năm, quý vị như thế này, cứ hiểu như thế này. Nếu quý vị quên tự đếm mình trong cái sự hiện hữu của cộng đồng quý vị, thì trên chính phủ sẽ không biết rằng thành phố Houston và vùng phụ cận hoặc tất cả các thành phố khác sẽ có bao nhiêu người dân sống ở thành phố đó. Để làm chi? Quý vị trước hay sau này sẽ lãnh những cái tiền benefit như là Medicaid, Medicare. Trường học, quý vị, con quý vị đi học đúng không? Người ta cũng biết rằng cái số lượng người con cái của quý vị đi học để bao nhiêu, để người ta biết người ta xây trường mới. Những cái cơ sở thương mại, họ biết được bao nhiêu dân số trong khu vực của quý vị để người chi? Người ta sẽ xây những cái cơ sở nhà máy mới, công ty mới để làm chi? Quý vị có công ăn việc làm. Rồi những cái trợ cấp về xã hội giống như là quick chip con nhỏ, nói chung là 10F rất là nhiều, thưa quý vị, kể không hết đâu. Nhưng mà quý vị cứ hình dung tất cả những cái benefit mà chính phủ đưa xuống trợ giúp quý vị sẽ bị thiếu hụt. Và nó đi đâu? Nó chuyển qua những cái thành phố khác. Ví dụ như là ví dụ đăng bản thôi. Thành phố mình có 100 người đúng không? Mà mình chỉ đếm có 50 người. Thì chính phủ chỉ đưa cái tiền trợ cấp xuống cho 50 người mà thôi. Mình còn thiếu hụt 50 người. Và mình thiếu hụt như vậy cho suốt 10 năm tới. Wow, đây là những cái thông tin mà quý vị cũng sẽ nên biết để mà bảo vệ cái quyền lợi của mình là một người dân cư dân sinh sống ngay tại thành phố và tiểu bang, và đặc biệt là công dân Hoa Kỳ, thì đây là quyền lợi để bảo vệ cho quý vị. Chương trình này liệu có bảo mật không thưa anh? Rất là bảo mật. Một câu hỏi rất hay, ấy Hiền ơi, có rất là nhiều người, Lê Bách cũng đi ra ngoài hỏi, ủa nếu vậy tôi điền trên internet thì có an toàn không? Có người nào nghĩa nhìn nó? Nếu quý vị điền internet thì đa số là quý vị làm ở nhà đúng không? Sẽ có những chương trình ở ngoài, nhưng mà đa số chính phủ khuyến khích quý vị, giống như họ muốn khuyến khích quý vị tự gọi lên hoặc là điền đơn của quý vị, không có nhiều sự trợ giúp của người khác. Lý do đó là những cái khi quý vị nhờ người hàng xóm nha, đó là quyền của quý vị, đó là self response, nhưng mà cái sự bảo mật nó sẽ không có. Nhưng mà nói về cái sự bảo mật trên máy điện toán, nó đi thường thường á, nó encrypt hết rồi, nó không có đi qua một cái người nào có thể hacker có thể đi vô được 13-14 lần theo Lê Bách nhận biết được qua cái sự đi training lần trước, thì rất là an toàn bảo mật. Và những nhân viên như là Lê Bách trước khi đi làm công việc này, Lê Bách là Partnership Specialist, xin lỗi quý vị đã không giới thiệu ngay từ đầu, là khi Lê Bách đi ra ngoài giới thiệu với những cộng đồng của mình thì Lê Bách sẽ có rất nhiều cái thông tin. Cho nên khi Lê Bách khi nhận công việc này là phải tuyên thệ rằng nếu mà những cái thông tin của quý vị mà bị tiết lộ ra ngoài đó thì Lê Bách sẽ có thể đi tù đến 5 năm
Federal Prison và bị phạt đến 250.000 Mỹ Kim, không biết có tiền đâu đền nữa. Nhưng mà một mặt khác là những thông tin quý vị sẽ không được tiết lộ cho bất cứ công ty law enforcement nào hoặc là tòa án nào, vì nó chỉ gói gọn trong cái phần thống kê dân số mà thôi. Và đó là cái tính bảo mật cực kỳ quan trọng, rất quan trọng khi chúng ta điền đơn và thống kê dân số. Dạ vâng, và đi vào chi tiết đơn để mà cùng tham gia điền để kiểm kê dân số đó, thì chúng tôi được biết có 9 câu hỏi. Thì anh Lê Bách có thể nào đi qua sơ lược về 9 câu hỏi này để cho quý vị có thể biết được không ạ? Một lần nữa Lê Bách có thể giới thiệu quý vị lên cái website nhé. Có cái tiếng Việt là, và đánh vào đó là mình cái 12 ngôn ngữ sẽ được có cái form điền đơn trên cái mạng, trong đó có tiếng Hoa, Chinese thì cũng có Mandarin và Cantonese, Việt Nam, Korean, Nhật là một trong những cái ngôn ngữ mà quý vị sẽ thấy trong cái trên mạng. Và cái câu hỏi đó, có 9 câu hỏi, thì cái trang đầu tiên sẽ hỏi cái người là giống như là head of household, thì người person one là như thế nào, coi như là chủ nhà tuổi, đó chủ nhà đó, tuổi rồi gốc như thế nào, sex hoặc là race này nọ, thì họ xuống rồi họ sẽ hỏi cái người person thứ hai là tên gì, bao nhiêu tuổi, cũng là như vậy, và có mối quan hệ nào với chủ nhà. Thì đa số tất cả những câu hỏi rất là lẹ, 9 câu hỏi, nếu mà quý vị nhìn cái format cũng gần giống nhau, cho nên Lê Bách sẽ nghĩ khoảng 7 phút đến 10 phút là tối đa. Là quý vị sẽ trả lời xong cái phần câu hỏi đó. Dạ vâng, và kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Hội thoại cộng đồng của Đài Việt TV để chúng ta cùng chia sẻ và tìm hiểu thêm thông tin về Census 2020, hay còn gọi là thống kê dân số năm 2020. Và quay trở lại thì được biết chương trình thống kê dân số này thuộc về chính phủ. Như anh Lê Bách nói là có rất là nhiều những cái yếu tố mà quý vị nên lưu ý, tại vì những cái thông tin của quý vị là đều được bảo mật. Nhưng mà anh Lê Bách ơi, trong phần 1 mình cũng đã nhắc sơ qua rồi, mình cũng không có được quên cái việc cảnh giác với những cái người tội phạm xấu, hay là có những cái nhóm, hoặc là có những cái nơi họ vô tình họ lợi dụng cái việc thống kê dân số này, họ cũng sẽ làm ảnh hưởng tới đời sống của mình và cũng như là thông tin bảo mật. Thì xin mời anh Lê Bách một lần nữa nhắc lại cho quý vị là những thông tin nào chúng ta không được phép chia sẻ với lại những người khác. Cảm ơn Ái Hiền. Một lần nữa, khi quý vị điền đơn thì sẽ có rất là nhiều cái tờ đơn giả sẽ gửi đến quý vị, Lê Bách và những người đến gõ cửa quý vị cũng được nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng gửi đến những người đến gọi của quý vị. Nếu quý vị lỡ một bất cứ một lý do nào đó quên điền cái đơn, thì cái người nhân viên census đó họ sẽ đến nhà và nói được ngôn ngữ của quý vị, thì quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn và tiếp chuyện với họ. Và họ sẽ có những đồng phục rồi những cái ID có cái watermark của Department of Commerce, và có những cái iPad, những cái laptop trên tay. Và khi mà họ đến nhà quý vị, họ nói chuyện với quý vị, nếu mà họ ví dụ như họ có những cái thông tin đó, rất là khó quý vị nhận thấy cái watermark ở trên cái ID của họ, đúng không? Rồi mà còn họ đến cái câu hỏi là về số an sinh xã hội của quý vị nè. Đừng bao giờ, đó là người giả rồi quý vị. Quý vị sẽ làm gì? Quý vị sẽ gọi lên report. Cũng cái số đó thôi. Quý vị cứ đóng cửa lại, nói tôi sẽ nói chuyện với cái anh sau, và đừng mở cửa cho họ nữa. Rồi có nhiều người sẽ hỏi đến giống như là về nhà băng, những thông tin về nhà băng, rồi credit card, rồi donation, anh chị có donation? No, chương trình Census thống kê dân số 2020 chỉ chú trọng về những con số quý vị gửi đến chúng tôi, những thông tin dữ liệu đó, để mà một lần nữa nhấn mạnh lại cái benefit là cái lợi của quyền lợi của cộng đồng của chúng ta, là chúng ta Census làm cái dữ liệu đó, thống kê cái có con số đó để làm chi? Chính phủ biết bao nhiêu người đang sống ở thành phố dân sinh của chúng ta, để họ gửi cái phân cho đúng với chính xác cái con số của chúng ta. Nếu chúng ta không điền, những cái phân điền đó sẽ bị thiếu hụt, và thiếu hụt không những một năm, thiếu hụt đến 10 năm. Cho nên rằng ngoài cái sự cảnh giác, những con số an toàn, quý vị phải điền đơn và với cái sự cẩn trọng. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Lê Bách. Hãy bảo vệ quyền lợi của mình với những chương trình được chính phủ bảo trợ, như là về sức khỏe, trường học, đường xá, xe cộ. Đó là những quyền lợi của một công dân, và chúng ta là những người trả thuế để mà đóng góp cho một xã hội Hoa Kỳ ngày càng phát triển hơn. Rất là cảm ơn anh Lê Bách đã dành thời gian đến đây để cùng chia sẻ. Và trước khi kết thúc buổi hội đàm ngày hôm nay, thì xin mời anh Lê Bách một lần nữa chia sẻ lại thông tin chi tiết, website cũng như là thời hạn để cho quý vị có thể tham gia ghi danh. Cảm ơn Ái Hiền. Cái điều quan trọng nhất là cái số phone. Thì cái số phone quý vị có thể lưu lại bất cứ ở nơi đâu. Vì theo Lê Bách có một số bác lớn tuổi
thì không có rành về computer hoặc internet, cho nên là cái số phone này rất là quan trọng, quý vị sẽ gọi vào. Và bắt đầu ngày từ 12 tháng 3 thì quý vị sẽ được tiếp chuyện với người Việt, nhân viên người Việt nói tiếng Việt và giúp quý vị trong mọi lĩnh vực. Là số phone đó là 1844 461 2020. Hy vọng số phone đó được post lên cái screen để màn hình của quý vị, để quý vị có thể ghi xuống một cái sổ tay nhỏ nhỏ để lưu lại trong cái phone của mình để gọi. Và cái website rất là quan trọng, quý vị có thể lên đó tìm hiểu bằng tiếng Việt cái sự bảo mật như thế nào, những cái benefit của quý vị sẽ được như thế nào khi điền đơn thống kê dân số, đó là 2020census.gov, và có nó chọn cái tiếng Việt ở bên góc phải của màn hình, thì quý vị sẽ được xem tất cả những thông tin, đọc tất cả những thông tin mà bằng tiếng Việt. Xin cảm ơn anh Hiền. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Lê Bách, và cũng rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Hội thoại cộng đồng của chúng tôi trên hệ thống Đài Việt TV Network. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Mến chúc cho quý vị có một ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt. Xin chào quý vị.